hai đặc điểm của người phụ nữ có đức hạnh. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Chuyện Đời. Quý vị thân mến, cổ nhân dạy rằng người phụ nữ chính là phong thủy của người đàn ông và cũng là phong thủy của gia đình. Muốn biết đức hạnh của người phụ nữ thật ra không khó. Hãy nghe lời ăn tiếng nói, xem việc làm, cử chỉ điệu bộ, cách ăn mặc, đi đứng. Ông bà ta khi xưa vẫn thường nhắc nhở con cháu rằng con mắt mà hình lá răm, lông mày lá liễu, đáng trăm quan tiền. Hay đàn bà lanh lảnh tiếng đồng, nếu chẳng khắc chồng thì cũng hại con. Quả đó có thể thấy cổ nhân rất chú trọng về diện mạo cũng như phong cách của người phụ nữ. Tuy nhiên, xã hội ngày nay, nam dùng đồ của nữ, còn nữ cũng vẫn trang phục của nam, xăm môi kẻ mày, tóc nhuộm đủ màu, tưởng chừng như bước chân ra đường, thật khó mà nhận biết được thật giả. Tuy nhiên, cái vỏ hào nhoáng bề ngoài không thể che giấu được sự sao rỗng của phẩm chất bên trong. Có câu, chuông kêu thử tiếng, người ngoan ướm lời. Chỉ cần dăm câu ba điều là đã đủ hiểu một người tốt xấu hay giờ thế nào, có học vấn hay không. Vậy để biết người phụ nữ có tướng vượng phu ích tử hay không thì hãy nhìn vào những điểm sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một, cách ăn mặc của người phụ nữ. Hãy xem tiết trời mùa hè oi ả, chị em ra đường diện những mẫu áo mỏng như cánh chuồn, có thể nhìn xuyên thấu qua xa, hoặc cuốn cỡn như mảnh vải che thân để khoe mẽ họa tiết xăm trổ. Những hình hài dung tục như vậy đều rất dễ dụ dỗ quỷ dữ bám theo, và một phần nào cũng nói lên rằng người phụ nữ đó không thể có tướng ích tử vượng phu. Phụ nữ ăn mặc kín đáo sẽ không chiêu mời tai họa, khí trầm tính hòa có thể ức chế được tham vọng, sẽ không vì tiền bạc phú quý dụ dỗ mà bỏ chồng bỏ con chạy theo người khác. Ví như một đồ vật đựng trong túi, chiếc túi càng kín đáo thì vật bóng càng không dễ bị lộ ra ngoài. Một khi chiếc túi quá lộ liễu thì thật khó cất giấu được của quý bên trong. Nếu ai cũng nhìn thấy thì ắt đồ vật ấy chỉ có thể giữ được tạm thời, sớm muộn gì cũng có kẻ dã tâm đánh cắp. 2. Cử chỉ điệu bộ của phụ nữ. Người có phúc tướng ắt sẽ có khí chất đặc biệt, không dễ dàng bị lay động trước phong ba bão táp của cuộc đời. Người như thế cử chỉ điệu bộ không vội vàng gò bó, phong thái ung dung điềm tĩnh, mắt trầm mà sáng, tiếng nói nghe tròn đầy. Người pha tướng không có phúc vận là người có điệu bộ hớt ha hớt hải, đứng ngồi không yên, thần sắc không được thanh tịnh, mắt đưa mày liếc, ngoái trước nhìn sau, liếc ngang liếc dọc, đẹp mà chói. Những người như vậy thì trí tuệ cũng khó mà khai phát, nói chi tới vượng phu ích tử. Có câu rằng người dại còn mắt nửa chì nửa thau. Có cô gái quá xem trọng vật chất, đòi hỏi bạn trai phải sắm được nhà lầu xe hơi, tư trang đắt tiền. Nếu một người có tâm độ lượng thì dẫu chiếc xe sang trọng tới mấy cũng không thể khiến cho nàng động tâm, nhà cửa xa hoa tới mấy cũng không thể khiến cho nàng dao động. Người phụ nữ đức hạnh luôn tự biết nhận định rằng tiền bạc đáng quý hay con người đáng quý hơn. Văn hóa truyền thống của dân tộc ta chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ nền giáo dục Nho giáo. Người phụ nữ luôn đề cao tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh. Những điều đó luôn được đặt lên hàng đầu. Trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân như sau. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Chỉ vỏn vẹn trong vài câu thơ, Nguyễn Du đã lột tả dung mạo của người phụ nữ có phúc báo. Vẻ đẹp đoan trang, kín đáo, nhã nhặn lịch thiệp ấy chính là tố chất của một nữ nhân vượng phu ích tử. Có người nói tôi không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không tranh vợ cướp chồng của ai. Xem ra nói thì dễ quá, nhưng làm được sao mà khó. Nếu người nào có thể nhận lỗi,
khi lỡ lời nhăng cuội thì người ấy mới thực sự là người tốt. Một ý niệm xuất ra thì cả vũ trụ đều ghi nhận. Trong một gia đình, nếu bà chủ miệng lưỡi bất thiện thì nhà đó khó mà có thể hưng thịnh. Phật gia giảng, mở miệng là nghiệp hay vạ từ miệng mà ra. Vì thế mà ngôn cũng là một trong tứ đức của người phụ nữ. Làm người thì ngoài việc tu tâm, còn cần phải tu khẩu. Có câu, phúc đức tại mẫu, phúc báo của gia đình không chỉ tới từ người đàn ông, mà còn chính là có được nhờ đức hạnh của người phụ nữ. Phúc báo ấy dựa vào việc người phụ nữ đức dày hay mỏng, có tu dưỡng hay không, có thiện tâm hay không. Vậy mới nói, vẻ đẹp đích thực người phụ nữ xuất phát từ nội tâm thiện lành và tu dưỡng bản thân. Quý vị thân mến, người xưa ví von, nhà có vợ hiền, giống như quốc gia có tể tướng tài đức vậy. Người vợ chủ quản việc gia đình cần dùng đức hạnh mà xử. Đôi khi còn là lấy nhu khắc cương, có thể ôn nhu mà vẫn bảo toàn tất cả như nước chảy chỗ trũng, không cần cao mà lại có đất dinh dưỡng vạn vật. Khi chọn vợ, cổ nhân xưa rất quan tâm tới việc coi người đàn bà không chỉ chăm sóc chồng con, nữ công gia chánh mà còn phải phượng phu ích tử. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng có phúc phần, cũng như đủ sự thông minh để tìm được người phụ nữ như ý. Vì vậy mà quý ông, quý anh cần phải ghi nhớ những điều sau khi chọn vợ. Điều thứ nhất, lấy vợ, lấy đức, không lấy sắc. Với đa số mọi người mà nói thì hôn nhân đại diện cho hạnh phúc nửa đời sau. Thường có câu rằng, hạnh phúc trong hôn nhân chỉ có một, bất hạnh trong hôn nhân lại đủ đường. Điều này đã thể hiện được mối quan hệ giữa con người và hôn nhân. Cho nên, việc lựa chọn bạn đời vô cùng trọng yếu với cuộc đời của mỗi người. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của nhau, thậm chí còn liên quan tới sự sinh trưởng và nuôi dưỡng tính cách của con cháu đời sau. Vào thời cổ đại, người xưa đặc biệt chú trọng sự tiếp nối và truyền thừa trong gia tộc. Rất nhiều người đều chung sống theo hình thức gia tộc. Mối quan hệ giữa người với người lại càng thêm mật thiết. Cho nên từ rất sớm, cổ nhân đã hiểu tầm quan trọng của việc lựa chọn bạn đời. Có câu cổ ngữ rằng, lấy vợ, lấy đức, không lấy sắc. Khuyên răn người đời khi lấy vợ, nhất định cần phải quan sát tinh tường. Điều cần xem trọng là đức hạnh và trí tuệ, chứ không phải dung nhan của bạn đời. Chỉ có người phụ nữ thực sự có giáo dưỡng, có trí tuệ mới có thể giúp chồng làm thành việc lớn, dạy dỗ con cái thành người hiền tài. Cổ nhân có câu, lấy vợ coi trọng hiền đức. Bậc thánh nhân và những người có phẩm chất đạo đức cao thượng đều xem trọng đạo đức hành thiện, kính trời biết mệnh, không chấp trước vào danh lợi mà tuân thủ lễ pháp, kết hôn xem trọng đạo vợ chồng. Họ cho rằng chỉ người phụ nữ có phẩm hạnh đạo đức, hiền thục trí tuệ mới có thể dạy bảo con trở thành người tốt. Trong gia đạo có câu, dung nhan đoan trang, mộc mạc mới thể hiện ra giá trị của khí chất. Phục sức nếu quá xa hoa thì sẽ lộ ra sự dung tục. Có ý là đề cao chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, khích lệ sự cần kiệm, chăm lo việc nhà, chú trọng tu dưỡng nội tâm, làm phong phú trí tuệ của bản thân. Không nên tiêu phí quá nhiều thời gian và tiền bạc vào trang sức, quần áo và trang điểm cho vẻ bề ngoài. Người phụ nữ như vậy mới có thể trở thành người phụ nữ thực sự hiền đức. Họ cũng cho rằng chỉ có người phụ nữ thực sự có giáo dưỡng, có trí tuệ mới có thể phụ giúp chồng làm thành việc lớn, dạy dỗ con thành người hiền tài. Giúp chồng dạy con vừa là trách nhiệm và cũng là lời khen ngợi đối với phụ nữ thời xưa. Tuy rằng thời đại ngày nay đã khác xưa, quan niệm nhận thức cũng có chỗ khác biệt. Nếu như đem tiêu chuẩn của người phụ nữ hiền đức xưa như tam tòng, tứ đức, giúp chồng dạy con để mà giáo huấn nữ giới thời nay thì e rằng sẽ có nhiều người cho là lạc hậu. Thế nhưng, những câu chuyện cổ xưa về đức hạnh trách nhiệm của người phụ nữ vẫn khiến cho người hiện đại chúng ta
phải suy ngẫm sâu xa. Thời xưa, các bậc quân vương khi lựa chọn vợ đều đề cao phẩm hạnh, đạo đức tu dưỡng trí tuệ hơn là vẻ ngoài rất nhiều. Điều thứ hai, chọn vợ không chọn gái ngẩng đầu. Gái ngẩng đầu ở đây chính là kiểu phụ nữ không xét đạo lý, cao ngạo, không biết cách đối nhân xử thế. Những người này dù nhân tướng học có đẹp ra sao, ngũ quan có tốt đến nhường nào, thì trong tư tưởng hoặc hành vi thường có tính cách quá mạnh mẽ, cố chấp, rất khó đạt được tiêu chuẩn dịu dàng, ôn hòa, khiêm nhu lễ phép của người phụ nữ. Nếu một người vợ mà cao ngạo, thích chèn ép chồng thì gia đình sẽ khó mà yên ấm được, lúc đó sẽ dẫn tới âm thịnh dương suy. Người chồng chưa già đã yếu, thậm chí nếu không để ý thì cả con cái cũng rất khó thành người. Bởi vậy, người xưa có câu thê hiền phu an, tức là vợ hiền đức thì chồng mới ít họa. Điều thứ ba, cho người vợ làm tốt công việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Đây là một trong những kinh nghiệm chọn vợ của người xưa được xem là quan trọng nhất, bởi công dung ngôn hạnh là một trong những đức tính mà người làm vợ trong gia đình phải có được. Là người vợ phải sống thật có trách nhiệm với công việc, phải yêu thích công việc chăm sóc gia đình sẽ thật hạnh phúc. Người chồng cũng sẽ thật biết ơn khi trong gia đình có người vợ luôn chăm chỉ lo toan, biết nấu ăn, biết chăm sóc nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, chăm sóc con cái khỏe mạnh. Điều thứ tư, người vợ biết nhường nhịn, biết nghĩ tới người khác. Người xưa dạy rằng một điều nhịn, chín điều lành. Thông thường, đàn ông trong gia đình rất hay nóng tính, vì vậy phải cần một người phụ nữ ôn hòa và thấu hiểu, nhường nhịn, nhẹ nhàng trao đổi với chồng. Nhường nhịn còn thể hiện sự hy sinh chịu đựng và nhận phần thiệt về phía mình. Người vợ nhường nhịn là biết nghĩ tới lợi ích của chồng, không ích kỷ, có lòng nhân hậu vị tha và có khả năng cảm thông với hoàn cảnh của chồng.